Man United loại Barca khỏi Europa League. Thầy trò Erik ten Hag thắng ngược Barca 2-1 ở lượt về vòng playoff, giành vé vào vòng 1/8 Europa League với tỷ số chung cuộc 4-3. Sân Old Trafford mở hội sau tiếng còi mãn cuộc của trọng tài chính Clement Turpin. Các Cider VH mừng trong khi cầu thủ Man United chia vui với nhau. Erik ten Hag đứng riêng một mình trên sân và khẽ nhắm mắt. Có lẽ huấn luyện viên người Hà Lan muốn tận hưởng âm thanh từ nhà hát của những giấc mơ. Đã khá lâu, Man United mới hưởng niềm vui chiến thắng như thế trước đối thủ lớn tại châu Âu. Barca dường như bị choáng ngợp đôi chút bởi bầu không khí tại Anh. Ngay phút thứ 3, một pha để mất bóng giữa sân suýt khiến họ trả giá, nhưng tiền vệ Bruno Fernandes không thể đánh bại thủ môn Marc-André Ter Stegen trong đối mặt. Nhưng đội khách cũng nhanh chóng sốc lại tinh thần và đáp trả bằng cú sút xa chạch khung thành của Rafinha. Barca chơi hay hơn những phút sau đó và được hưởng phạt đền sau khi Fernandes kéo ngã Alejandro Bo. Quyết định này của trọng tài vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ chủ nhà. Họ cho rằng Bo ngã có chủ đích, nhưng VAR không can thiệp. Đối diện trên chấm 11m dù chạm tay vào bóng, thủ thành David De Gea không thể ngăn Robert Lewandowski ghi bàn mở tỷ số cho Barca. Fernandes có cơ hội chuộc lỗi khi đón quả tạt từ Lisandro Martinez vài phút sau đó nhưng vô lê không trúng tâm bóng. Đó là một trong số ít cơ hội của Man United ở hiệp đấu, họ bị lấn lướt với chỉ 42% thời lượng kiểm soát bóng. Barca đã ngăn chặn thành công hướng lên bóng chủ đạo của Man United ở cánh trái, đồng thời khoét vào cánh đối diện nhờ khả năng kéo bóng của Frenkie de Jong và Bo. Đội chủ nhà thoát tim với sai lầm của De Gea khi chuyền vào chân Sergi Roberto ngay trước vòng cấm. Nhưng Casemiro chứng tỏ giá trị với pha lăn xả, ngăn chặn liên tiếp hai pha dứt điểm của đối phương khi mà phía trên Wakehorse đã ôm đầu chuẩn bị tinh thần cho bàn thua thứ hai. Nhận thấy khả năng tấn công của đội nhà bị vô hiệu hóa, Ten Hag thay Wakehorse bằng Anthony sau giờ nghỉ. Khi bóng lăn lại không lâu, đội chủ nhà gỡ hòa nhờ một thoáng thiếu tập trung của đối thủ. Sau khi cướp được bóng ở phần sân Barca, Fernandes chuyền vào trung lộ và Fred bất ngờ xuất hiện xử lý gọn gàng với hai nhịp chạm để khiến Ter Stegen vào lưới nhặt bóng. Bàn gỡ đầu hiệp 2 có ý nghĩa lớn về mặt tinh thần với Man United và họ chơi tốt hơn nhiều so với 45 phút đầu. Thay vì phối hợp ngắn, đội chủ nhà chuyển sang chơi bóng dài, tận dụng những cú phát bóng ra sau lưng hàng thủ đối phương từ trung vệ Rafael Varane ở cánh phải. Cơ hội đến với Anthony và Marcus Rashford từ những tình huống như vậy nhưng hậu vệ Barca vẫn kịp giải nguy. Anthony mang lại cho Man United thêm một mũi xuyên phá nguy hiểm ở cánh phải. Phút 55, tiền đạo Brazil tung pha cứa lòng chân trái sở trường nhưng không làm khó Ter Stegen. Barca suýt lần thứ hai vượt lên khi Jules Kun thoát khỏi Jadon Sancho để đánh đầu cận thành. Tuy nhiên, phản xạ xuất sắc của De Gea một lần nữa cứu Man United. 10 phút sau, hai pha dứt điểm của Alejandro Garnacho và Fred liên tiếp bị hậu vệ Barca chặn lại, nhưng bóng đến chân Anthony và cú đá một chạm của tuyển thủ Brazil đưa Man United vượt lên. Bàn thắng khiến khán đài Old Trafford bùng nổ, trong đó có niềm vui của cựu huấn luyện viên Alex Ferguson. Nỗ lực của Barca trong thời gian còn lại không giúp họ lật ngược thế cờ. Đáng tiếc nhất là cơ hội của Lewandowski ở những phút bù giờ. Khi anh dứt điểm qua De Gea nhưng bị Varane cản phá trước vạch vôi. Với chiến thắng này, Man United giành vé vào vòng 1/8, tiếp tục nuôi hy vọng chinh phục giải đấu họ từng đăng quang năm 2017. Cuối tuần này, Quỷ Đỏ sẽ có cơ hội giành danh hiệu đầu tiên dưới thời Ten Hag khi gặp Newcastle ở chung kết cúp liên đoàn vào tối 26 tháng 2. Trong khi đó, Barca trở về La Liga và làm khách trên sân Almeria. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.